Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật giá cà phê và giá hồ tiêu ngày 2 tháng 2 năm 2021. Phono TV chúc các bạn ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, trên thế giới giá cà phê hai sàn phái sinh đồng loạt tăng mạnh. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam, giá cà phê Robusta tại sàn London giao tháng 3 năm 2021 tăng 14 USD trên tấn, mức tăng là 1,07% và giao dịch ở mức là 1.320 USD trên tấn. Ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2021 thì tăng 17 USD, mức tăng là 1,29%, lên giao dịch ở mức là 1.336 USD trên tấn. Các mức tăng đáng kể, khối lượng giao dịch duy trì ở mức khá cao trên mức trung bình. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York cùng xu hướng tăng. Kỳ hạn giao tháng 3 năm 2021 tăng 2,4 sen, mức tăng là 1,95% và lên giao dịch ở mức là 125,35 sen trên pound. Ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2021 cũng tăng 2,4 sen, mức tăng là 1,92%, lên giao dịch ở mức là 127,4 sen trên pound. Các mức tăng mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức rất cao trên mức trung bình. Thưa quý vị và các bạn, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2021 có nhiều lạc quan. Theo IMF, nền kinh tế toàn cầu năm nay ước tăng khoảng 5,5% so với giảm 3,5% trong năm 2020. Được như vậy là nhờ nền kinh tế Trung Quốc phục hồi nhanh sau đại dịch và chính sách hỗ trợ tài chính của các nước như Mỹ, EU và Nhật Bản. Tuy nhiên, IMF cũng cho rằng tăng trưởng chỉ được thực hiện khi các nước khống chế được đại dịch COVID-19. Riêng hai cường quốc kinh tế hàng đầu dự báo Trung Quốc tăng 8,1% và Mỹ là 4,3% trong năm 2021. Những thông tin tích cực trên đã giúp cho các nhà đầu tư lạc quan và đẩy mạnh việc giao dịch buôn bán trên hai sàn cà phê phái sinh. Đối với giá cà phê trong nước, khu vực các tỉnh Tây Nguyên, ngày hôm nay giá cà phê đồng loạt tăng thêm 300 đồng trên 1 kg. Mức giá được thu mua từ 31.200 đến 31.900 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê được thu mua ở mức từ 31.200 tới 31.300 đồng 1 kg. Khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, mức giá là 31.300 đồng 1 kg. Tại huyện Di Linh, giá cà phê là 31.200 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk ngày hôm nay thì được thu mua ở mức từ 31.700 đến 31.900 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Cư Mờ Ga, mức giá là 31.900 đồng 1 kg. Khu vực huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 31.700 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Grai, mức giá là 31.600 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Brông, giá cà phê là 31.500 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, mức giá là 31.600 đồng 1 kg. Tại huyện Đắk Lấp, giá cà phê là 31.500 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum ngày hôm nay được thu mua ở mức 31.400 đồng 1 kg. Còn giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, mức giá được thu mua là 33.100 đồng 1 kg. Đối với giá hồ tiêu trong nước, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá tiêu vẫn duy trì ổn định. Mức giá được thu mua từ 51.000 tới 53.500 đồng 1 kg. Tại hai tỉnh Gia Lai và tỉnh Đồng Nai, giá tiêu vẫn được thu mua quanh mức 51.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá hồ tiêu là 51.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn ổn định quanh mức giá là 53.500 đồng 1 kg. Và giá hồ tiêu tại tỉnh Bình Phước ngày hôm nay vẫn giữ mức giá là 52.500 đồng 1 kg. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.